Đến tối ngày 10 tháng 3 đã có 9 người đi trên xe khách biển kiểm soát 51B26149 bị chấn thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc Cam Lộ La Sơn, đoạn qua thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đóng tại xã Phong An, huyện Phong Điền để cấp cứu. Theo thông tin mới nhất, trong số những người này có 2 trẻ em, có 2 người bị gãy xương, còn lại bị đa chấn thương hoặc bị xây sát, nhưng tất cả đều không bị đe dọa đến tính mạng. Như đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra lúc 19h40 cùng ngày tại km 58 đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Vào thời điểm trên, anh Lê Hoàng Quân, sinh năm 1973, trú tại xã Đắc Lao, huyện Đắc Min, tỉnh Đắk Nông, điều khiển xe khách 51B26149 chạy theo hướng Quảng Trị vào Đà Nẵng. Khi đến đoạn đường trên đã va quẹt với ô tô tải 75C01691 do anh Phan Đình Thành, sinh năm 1986, trú tại phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, đang đứng bên đường. Hậu quả vụ tai nạn làm 2 vợ chồng Cụt Văn Sơn, sinh năm 2004 và Cụt Thị Phong, sinh năm 2007, cùng trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, tử vong và 9 người trên xe khách bị thương. Một số thông tin cho biết đoạn đường xảy ra tai nạn có mặt đường êm thuận, 2 làn đường lưu thông cho cả 2 chiều, đủ biển báo không có điện chiếu sáng. Xe tải chạy trước nổ lốp nên dừng khẩn cấp, đúng thời điểm này chiếc xe khách chạy phía sau nên khá bất ngờ và tài xế đánh lái lách được phần đầu nhưng phần đuôi va vào xe tải. Tại hiện trường, 2 xe nằm cách nhau khá xa, chiếc xe khách bị rách toác phía bên phải và đuôi xe. Trước đó, vào ngày 18 tháng 2, một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng giữa một ô tô con với xe đầu kéo và xe tải đã khiến 3 mẹ con ở Thanh Hóa tử vong. Vụ tai nạn này xảy ra tại km 48 đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn ở xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền và cách vị trí tai nạn hôm nay chỉ 10 km. Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 98,3 km, có tổng mức đầu tư 7.669 tỷ đồng, khánh thành vào cuối năm 2022, giới hạn tốc độ từ 60 đến 80 km/h. Dự án có điểm đầu tại quốc lộ 9 thuộc địa phận xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị và điểm cuối kết nối dự án La Sơn - Túy Loan thuộc địa phận xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, ít nhất 2 người tử vong, 7 người bị thương. Tổ chức kiểm định cầu Cửa Lấp sau vụ tai nạn chết người. Toàn tuyến này có khoảng 30 km với 11 vị trí nằm rải rác, đường mở rộng hoàn chỉnh 4 làn đường, còn lại là 2 làn đường cho cả 2 chiều lưu thông và không có điện chiếu sáng nhiều nơi qua đồi núi. Sau vụ tai nạn xảy ra vào ngày 18 tháng 2, các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương đã tiến hành khảo sát các bất cập trên tuyến đường này và đề xuất Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh một số hạng mục nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Hiện danh tính những người bị thương đã được xác định, bao gồm Linh Văn Khâm, 23 tuổi, Lương Thị Bích, 23 tuổi, Linh Thanh Trung, 2 tuổi, cùng trú tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Cụt Văn Xuân, 27 tuổi, Cụt Văn Nam, 1 tuổi, Cụt Văn Xuân, 32 tuổi, Cụt Văn Huyền, 25 tuổi, cùng trú tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Cụt Thị Phuôn, 27 tuổi, Lương Thị Khách, 24 tuổi, cùng trú tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn.